Kính thưa quý vị, lúc này đang là sáng mùng 9 Tết, tức là ngày 24 tháng 2 2018, và trong khi mà tôi đang đứng ở trong cái cửa hàng và mở cái cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, thì như vậy là thấy một cái cánh hoa đào nở ra và rất là ngạc nhiên, bởi vì đây là cái cây đào tưởng là bị chết rồi, cắm vào đây mà nó khô cằn quá, tưởng bị chết, mình không ngờ là nó lại bây giờ mở cửa ra lại thấy một cái cảnh hoa, và chợt nhớ đến câu thơ của Mãn Giác Thiền Sư là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Thật là hết sức ngạc nhiên với cái sự kiện, với một cái hình ảnh mà trùng với câu thơ của một câu thơ nổi tiếng đã được lưu truyền từ lâu. Và khi mà thấy một cái hiện tượng như vậy, tôi rất là vui và thấy thật là ngẫu nhiên là có một cái hình ảnh thời hiện tại lại trùng với một câu thơ của thời quá khứ. Câu thơ này của một vị thiền sư chắc là cũng từ rất lâu rồi, cũng không rõ là từ bao giờ. Đây là phong cảnh mưa xuân bên ngoài. Mời quý vị xem lại cái cảnh mai một lần nữa. Đây quý vị nhìn thấy cây là khô cằn, tưởng là không còn gì nữa, thế mà lại nở ra vài bông hoa này, thật sự quá ấn tượng. Đây là cây đào có lẽ là tôi dùng từ Tết năm ngoái, xong rồi trồng ở đây, nhưng mà do là những mùa hè là nó thành cỗ quá, cho nên là nó gần như là bị chết. Thế mà cái sức sống mãnh liệt nó vẫn nảy ra được vài bông hoa như này, thật là tuyệt vời. Thế thì mình đang quay tại tầng 1 khu C của thành phố Điện Biên. Thank you.